Nhìn Cha và Con và Thánh Thần. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm. Khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thiết đãi Đức Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá sức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Judas Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: hãy để yên cô ấy, cô đã giữ dầu thơm này là cố ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó, họ tuôn đến không phải chỉ vì lời Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh Lazaro nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, không nói thì chúng ta đã biết, đó là chúng ta đang ở trong những ngày của mùa chay. Mùa chay là mùa mà nếu mà hỏi chúng ta thì chúng ta vẫn nói rằng là mùa ăn năn đền tội, sám hối canh tân, sửa mình để có thể có được một tâm hồn xứng hợp mừng lễ phục sinh. Thưa anh chị em, sám hối, ăn năn, sửa mình, đó là gì? Đó là chúng ta nói một cách khác, chúng ta canh tân con người của chúng ta để chúng ta trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng ta. Và trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Giêsu Kitô là gì? Đó là chúng ta có dịp chúng ta nhìn lại con người của chúng ta. Nhìn lại con người của chúng ta để chúng ta thấy rõ đâu là những điều mà chúng ta cần phải canh tân sửa đổi con người của mình. Tất nhiên, khi nhìn lại con người của chúng ta cũng nhìn, nhiều khi chúng ta có một phải cần phải có một cái tấm gương để chúng ta soi vào đó. Cái tấm gương soi vào đó để làm gì? Thưa anh chị em, đó là để mà chúng ta thấy được con người của mình nó như thế nào. Hôm nay có lẽ tôi chia sẻ với cộng đoàn về một trong những nhân vật liên quan tới cuộc thương khó của Đức Giêsu Kitô. Nhân vật này đôi khi chúng ta nhìn vào, chúng ta cũng có những mặc cảm về con người của ông. Chúng ta nhìn vào Judas Iscariot. Judas Iscariot là ai? Đó là một tông đồ của Chúa. Ông được Chúa gọi, ông được Chúa chọn, và có thể nói rằng là ông được Chúa tín nhiệm. Tại sao chúng ta nói như ông được Chúa tín nhiệm? Bởi vì trong hàng ngũ tông đồ,
ông được Chúa Giêsu đặt làm quản lý cho thầy trò Giêsu. Thưa anh chị em, nó nói tới quản lý thì chúng ta cũng đã thấy trong cuộc sống xã hội con người chúng ta, đôi khi người ta vẫn nói rằng là thủ kho to hơn thủ trưởng. Bởi vì ngay cả một cơ quan nếu không có sự đồng ý của quản lý, của thủ kho, thì chắc chắn nhiều khi mà thưa anh chị em, chưa chắc công việc đã hoàn thành tốt đẹp. Thủ kho to hơn thủ trưởng, đó là như vậy. Chúng ta thấy được là cái vinh dự của Giuđa là như thế nào. Được Chúa chọn, được Chúa gọi, được Chúa chọn và Chúa tín nhiệm trao phó trách nhiệm. Trong tông đồ đoàn, ngoài Chúa Giêsu, Phêrô là thủ lãnh tông đồ đoàn rồi, thì Giuđa là một con người cũng có thể nói rằng là uy lực lắm chứ. Uy lực bởi vì thưa anh chị em, đó là ông ta đã giữ túi tiền của các của đoàn tông đồ. Thế nhưng mà đôi khi chúng ta thấy Giuđa thì tại sao mà trở nên sa ngã như vậy? Giuđa trở nên sa ngã là bởi vì như Thánh Sử Gioan đã nói trong bài tin mừng mà chúng ta vừa được nghe, cái bản chất của con người Giuđa đó là Thánh Sử Gioan biết vì y là một tên trộm cắp. Và Giuđa, xin lỗi Gioan, sau khi đã nói về Giuđa như vậy thì Gioan đã nói rằng là thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Thưa anh chị em, Giuđa nói theo ngôn ngữ ngày nay, tham ô có được nhiều không? Nói tới tham ô, tham nhũng thì thưa anh chị em, trong xã hội ngày nay đầy. Nhưng mà Giuđa mà tham ô có được nhiều không ạ? Tôi nghĩ rằng là không nhiều. Tại sao mà có thể nói thế? Thưa anh chị em, mình làm một con số đơn giản. Thầy trò Giêsu, thầy và 12 trò, rồi 13 người, cộng thêm một số bà Veronica nữa, là cứ cho là đôi chục người đi. Và các tông đồ thì sao? Nói theo ngôn ngữ của người Việt Nam chúng ta, toàn những anh thợ đấu cả. Các bác dân trài, hoặc là ngày trước, thưa anh chị em, mấy mươi năm về trước, chúng ta thường thường gọi những người ăn khỏe, nhất là các ông người ăn khỏe, là ông thợ đấu, tức là cái ông thợ mà đi đào đất bằng để mà đắp đê thủy lợi. Mà ngày xưa người ta cắt đào đất rồi vác cái đất bằng cắt đất bằng kéo đấy, vác đất như vậy, các ông ăn khỏe lắm. Các tông đồ cũng vậy thôi, thưa anh chị em, thuộc lại bụng cao dạ dốc, ăn mấy không vừa. Và thưa anh chị em, đôi khi thầy trò cũng không phải là dư giả gì. Cuộc sống của thầy trò Giêsu trên đường truyền giáo vậy. Đức Giêsu đã từng nói, con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có nơi gối đầu. Thưa anh chị em, đó là
Và rồi nhiều khi cũng vậy, thầy trò Giê-xu phải trải qua cái tình trạng bụng không dạ trống, đói lòng. Cho nên chúng ta thấy tin mừng nói cho chúng ta biết, có lần đấy trên đường truyền giáo đi qua đồng lúa, các tông đồ đói quá, vứt vài hạt lúa để ăn cho đỡ đói, để ăn lấy sữa mà. Mà thưa anh chị em, vứt vài hạt lúa ăn cho đỡ đói thì nói vậy, thì thực tế thưa anh chị em, có no không ạ? Ăn thì rát lưỡi, vài cái sữa của những hạt lúa mì nó trôi vào bụng vậy thì nhiều khi nó kích thích cho dạ dày hoạt động, đói lại càng đói thêm. Cho nên thầy trò Giê-xu không có nhiều tiền. Cho nên Giu-đa mà thường bảo là bớt xén cái khoản người ta cho ra, thì thưa anh chị em, tôi nghĩ cũng không nhiều. Và Giu-đa cũng vậy thưa anh chị em, bớt ra để làm gì ạ? Liệu Giu-đa có làm theo kiểu ngày nay, đó là hy sinh đời bố, củng cố đời con không? Chắc là không. Chắc Giu-đa thì đôi khi bớt được một đôi đồng nhỏ thì làm le với người này người khác, cho người này người khác, có vậy thôi. Cái căn nguyên mà Giu-đa như vậy thưa anh chị em, đó là bởi vì hắn là một tên trộm cắp. Đã là một tên trộm cắp ấy, thì nói theo ngôn ngữ ngày nay, cái gì cũng quy ra thóc cả. Thấy cô Maria lấy dầu thơm sức dưới chân Chúa Giê-xu thì anh ta tiếc rẻ. Anh ta nói rằng là làm gì phí phạm thế, dầu này bán được 300 đồng bạc, lấy tiền cho người nghèo có phải tốt không? 300 đồng bạc, chúng ta phải nhớ, đó là tương đương với 300 ngày công của một lao động bình thường thời Chúa Giê-xu. Vì các người công, các người công nhật, công nhân ngày xưa, cái thời Chúa Giê-xu, công nhân vai u thịt bắp, thì thường thường người ta lao động gọi là lao động phổ thông đấy. Hay nói theo kiểu ngôn ngữ Xuân Hinh ấy, là bụp xoẹt đưa đất nước vào khuôn khổ ấy. Thì mỗi một ngày được một đồng. 300 đồng bạc thì tức là tương đương với 300 ngày công. Và rồi cái lòng tham tiền đó, hay đúng hơn, cái sự sai lỗi của Giu-đa, thưa anh chị em, đó là luôn luôn đánh bóng cho công việc của mình bằng các cái hành động cử chỉ sặc mùi đạo đức. Sao không lấy 300 đồng bạc ý để mà cho người nghèo, có tốt hơn không? Hay đúng hơn là đem người nghèo, đem những đối tượng cần sẻ chia bác ái ra để làm mồi câu nhử cho con người, cho cuộc đời của mình. Thưa anh chị em, như đã khởi đầu nói với chúng ta đang ở trong những ngày của mùa chay, nhất là hôm nay chúng ta quy tụ nhau nơi đây để gọi là tĩnh tâm trong mùa chay. Hay như là thưa anh chị em, là dịp để chúng ta hồi tâm, nhìn lại con người của mình, để qua đó thưa anh chị em, chúng ta có được một cái nhìn mới về chúng ta, về anh em đồng loại. Có lẽ cũng như Giu-đa, chúng ta được Chúa trao ban cho chúng ta những ơn phúc có thể nói đó là rất đặc biệt.
Đầu tiên chúng ta phải kể đến ơn gọi làm người. Trong muôn loài muôn vật mà Chúa đã tạo dựng nên thì chúng ta là những con người. Và con người của chúng ta là như thế nào? Thưa anh chị em, được tạo dựng theo như hình ảnh của Thiên Chúa. Tất cả các tạo vật khác thì Thiên Chúa sau khi tạo dựng, Chúa nói liền có, thì tất mọi sự liền có. Điều này chúng ta, nếu chúng ta để ý trong đêm thứ bảy phục sinh, bài đọc một của thánh lễ đêm vọng phục sinh nói tới cái vấn đề sáng tạo này. Thế nhưng mà khi tạo dựng con người thì thưa anh chị em, Thiên Chúa hình như ý thức được cái việc quan trọng của con người. Cho nên chúng ta thấy Kinh Thánh nói rằng là Thiên Chúa nói chúng ta, tức đây là ba ngôi Thiên Chúa, hãy tạo dựng con người theo giống hình ảnh của chúng ta. Nói theo ngôn ngữ Á Đông, nhân linh ư vạn vật, con người hơn tất cả mọi loài mọi vật. Ngoài ơn gọi làm người qua phép rửa tội mà chúng ta lãnh nhận, chúng ta trở nên những người con cái của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, đó là cái điều chân quý mà đôi khi cả tôi và anh chị em chúng ta không ý thức được như thế. Và rồi cũng như Giuđa, Chúa trao cho chúng ta chức quản lý nơi cuộc đời. Thưa anh chị em, chức quản lý mà Chúa trao cho chúng ta nơi cuộc đời đó là gì? Sức khỏe, trí thông minh, hoặc là tài khéo về mọi phương diện trong cuộc đời. Thế nhưng chúng ta đã sử dụng những ơn ấy như thế nào? Nói theo kiểu ngôn ngữ ngắm rằng, nhiều khi chúng ta dùng những ơn ấy lở nên những khí giới để chống lại, hay đúng hơn là đi ngược lại với cái tình thương của Thiên Chúa. Đã bao giờ chúng ta ý thức được điều đó nơi cuộc đời mình chưa? Những bất toàn, thiếu sót, lầm lỡ mà chúng ta, thưa anh chị em, chúng ta có nơi cuộc đời mình, đó là những điều, những lần, những lúc mà chúng ta như Giuđa ăn cắp ơn ban của Chúa nơi cuộc đời của chúng ta. Giuđa như tôi đã nói với chúng ta đấy, ăn cắp nhỏ nhặt thôi. Chúng ta cũng vậy, ăn cắp nhỏ nhặt thôi nơi cuộc đời của mình. Ăn cắp chỉ đủ anh chị em, chúng ta ăn cắp về đàng thiêng liêng. Ăn cắp gì? Ăn cắp lời nói. Bởi vì thưa anh chị em, vì lời nói thay vì là ngôn ngữ trao gửi tình thương của Thiên Chúa đến cho mọi người, thì chúng ta thưa anh chị em ăn cắp lời nói khi chúng ta nói hành, nói xấu người này người khác trong cuộc đời. Chúng ta cũng vậy thưa anh chị em, ăn cắp, trở nên những người ăn cắp thiêng liêng, vì đàng thiêng liêng nơi cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta ăn cắp cái nhìn, thay vì thưa anh chị em chúng ta nhìn người anh em đồng loại của chúng ta bằng cái nhìn của Thiên Chúa, thân thương, trìu mến, cảm thông, thì chúng ta lại ăn cắp cái nhìn bằng cách nhìn anh em đồng loại của chúng ta trong cái thì nhìn hằn học theo kiểu ghen ăn tức ở. Hoặc là thưa anh chị em, chúng ta ăn cắp cái nhìn của đầy tình yêu thương của Thiên Chúa khi chúng ta nhìn người anh em của chúng ta, đồng loại của chúng ta
bằng cái nhìn bới lông tìm vết, thấy cái sai lỗi có thể có nơi người anh em đồng loại của mình, thì thay vì chúng ta nhìn bằng cảm thông, tha thứ, thì chúng ta nhìn bằng con mắt hằn học. Thưa anh chị em, tất nhiên nếu mà chúng ta kể ra những cái điều mà chúng ta phần nào có dáng dấp của Giuđa nơi cuộc đời mình, thì chắc chắn thưa anh chị em, có lẽ cả tôi và anh chị em, khi chúng ta hồi tâm lại trước tôn nhan Chúa, chúng ta cũng sẽ thấy có điều đáng nói, có điều đáng kể. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có nhận ra điều đó nơi cuộc đời của mình không? Thưa anh chị em, đọc tin mừng chúng ta thấy gì? Đó là chúng ta thấy Giuđa sau khi bán Chúa, hay đúng hơn là nhận 30 đồng bạc để dẫn đường cho người khác đến bắt Chúa. Tất nhiên cái thời kỳ cách đây 2000 năm thì trong đêm tối không có người chỉ điểm thì không bắt được. Đừng nói cách đây 2000 năm, thưa anh chị em, ở vùng thôn quê chúng ta cách đây được 30 năm trước, làm gì có điện làng ngõ xóm. Tối, tôi còn nhớ cách đây 34 năm khi tôi về xứ, thì tôi ở ngồi sân nhà thờ, thì một số trẻ khi mà ngồi sân nhà thờ thấy một số người đi qua trước mặt thế này, đường làng mà, thì nhận ra nhau. Tôi chịu. Bây giờ thì nó còn khá hơn là có ánh sáng. Mà thưa anh chị em, sau khi Giuđa nhận ra cái số tiền đó, nhận cái số tiền đó để chỉ điểm như vậy, và sau đó, sau khi thấy thầy mình bị bắt, Giuđa thưa anh chị em đã làm gì? Đi thắt cổ tự tử. Nếu mà so tội của Giuđa với cả tội của Phêrô, thì thưa anh chị em, tội Phêrô còn to hơn tội Giuđa nhiều. Hay nói cách khác, tội Giuđa không là cái gì cả. Nhưng mà tại sao Giuđa đi thắt cổ tự tử? Mà tại sao cái tiếng, cái bình luận, cái danh, cái tiếng về con người Giuđa lại có thể nói rằng là trở nên xấu như vậy? Bởi vì thưa anh chị em, Giuđa không nhận ra tình thương của Thầy Giêsu. Khi Giuđa dẫn quân lính đến bắt Đức Giêsu, Đức Giêsu bảo: anh lấy cái hôn để nộp con người ư? Còn Phêrô thưa anh chị em, 3 lần chối Thầy trong đêm tối. Khi Đức Giêsu từ pháp đình nhìn ra, thấy Phêrô, Phêrô nhận ra rằng mình bất toàn, thiếu sót. Để mà Phêrô thưa anh chị em, đó là ăn năn sám hối, canh tân con người của mình. Để Phêrô thưa anh chị em nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa. Con người của Giuđa là như vậy, không tin tưởng vào tình thương của Chúa. Và nhất là thưa anh chị em, không đến với Chúa là tình thương. Nói theo kiểu ngôn ngữ của người Á Đông, thì thưa anh chị em, mùa chay mà chúng ta đang sống đây, đó là mùa để cho chúng ta trở về với nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tức là trở về với con người ngày xưa, tính vốn lành, con người nguyên thủy, tính vốn lành, hay trở về với tình thương của Chúa. Hôm qua nếu ai đi tham dự thánh lễ, chúng ta thấy gì? Bài tin mừng hôm qua theo Thánh Gioan nói về việc sự thật xảy ra cách đây 2000 năm. Một người phụ nữ bắt quả tang phạm tội ngoại tình.
Đang khi mà người ta rầm rầm phản đối thì Đức Giêsu đấng cứu độ đã làm gì? Chúa nói với người phụ nữ phạm tội ngoại tình rằng: ta không kết tội chị đâu, hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Tức là Chúa về tội thì Chúa ghét bỏ, nhưng mà về con người phạm tội thì Chúa cảm thông tha thứ. Được mời chia sẻ với cộng đoàn của chúng ta hôm nay, những người chúng ta tham dự một cách đặc biệt trong giáo hội qua việc chúng ta cùng nhau để mà trong hàng ngũ những người cộng tác với giáo hội cách đặc biệt trong cái sứ vụ bác ái, cũng như bác ái đây nó có nhiều các khía cạnh trợ giúp những người này đau khổ cách này cách khác, hoặc là bác ái còn thể hiện qua việc chúng ta sẻ chia sự sống. Thưa anh chị em, chia sẻ chúng ta một đôi điều như vậy để chúng ta có thể nói được rằng là chúng ta nhìn lại con người của mình. Bởi vì thưa anh chị em, đôi khi có lẽ từ trước, từ lễ đến giờ là trôi qua thì có người trong chúng ta nghĩ rằng cha xứ Hòa Khê hôm nay chia sẻ đi đâu ấy? Bởi vì mà tưởng là chia sẻ bác ái, yêu thương, chăm hoặc là chăm sóc cho những thai nhi cách này cách khác bị giết hại vô cớ, bị sát hại, bị trục xuất ra khỏi lòng mẹ mà lại nói như thế này. Thưa anh chị em, thực tế ra khi chia sẻ với chúng ta về con người của Giuđa như thế, không gì khác hơn là để chúng ta nhìn lại con người của mình, để chúng ta thấy được điều mà chúng ta cần phải vươn tới. Như Đức Giêsu đã từng nói, anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Bởi vì chỉ khi nào cả tôi và anh chị em chúng ta ý thức được như vậy thì chúng ta mới có thể nói, thưa anh chị em, đó là mới có được cái tâm tình chúng ta thể hiện một cách đặc biệt. Tại sao nói cách đặc biệt? Bởi vì bác ái không phải chỉ riêng cho mấy người này. Bác ái không phải chỉ riêng cho các linh mục, các nam nữ tu sĩ, nhưng bác ái là việc của chúng ta, những người tín hữu Kitô. Chỉ khi nào, thưa anh chị em, chúng ta ý thức được như vậy, chỉ khi nào mà, thưa anh chị em, chúng ta cảm nhận được rằng mình phải cố gắng canh tân để chúng ta trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc chúng ta, thì khi đó, thưa anh chị em, chúng ta mới có thể thực sự trở nên những con người mang tình thương của Chúa đến cho anh em đồng loại qua cách sống, qua những việc làm của chúng ta. Thưa anh chị em, hy vọng rằng là những điều chia sẻ trên đây với chúng ta chỉ là một vài gợi ý nho nhỏ, hay cũng có thể nói giúp cho chúng ta được một ít phút nghỉ ngơi. Nhưng hy vọng rằng dù chúng ta nghe hay không nghe, nhưng cũng xin cảm ơn tấm lòng chân quý mà cộng đoàn chúng ta đã dành cho tôi trong giờ phút này. Xin Chúa ban ơn hộ lực cho chúng ta. Xin cảm ơn.